Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại channel của Mẹ Tấm. Hôm nay mình lại vào bếp và làm một món, đó là món bún bò chay nha các bạn. Món ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn rất là thanh đạm, với nước lèo thì ngọt thanh, mình hầm từ rau củ. Món này thì dành cho người ăn chay hoặc là ăn mặn, khi ăn thì đều cảm thấy ngon nha các bạn. Với món ăn này thì mình tiêu thụ rất là nhiều rau củ quả. Nguyên liệu ngày hôm nay thì rất là đơn giản, mình có thể tìm thấy mua ở siêu thị hoặc là chợ. Mình đã để ở đây rồi nè, các bạn cùng tham khảo nha. Hoặc là mình có để trong phần mô tả, mọi người cùng tham khảo nè. Ok, bây giờ thì cùng mình vào bếp và thực hiện món này nha các bạn nha. Đầu tiên thì mình đi sơ chế các nguyên liệu cho sạch sẽ. Những loại rau củ để hầm nước lèo thì mình rửa sạch, gọt vỏ, mình để hầm nước cho ngọt. Vì mình hầm rau củ để lấy nước cho ngọt, cho nên hầm lâu thì nó mới ra chất ngọt. Mình tranh thủ hầm trước nè. Cho rau củ vào nồi, cho 3 lít nước vào. Mình hầm này thì tầm 40 đến 50 phút đó các bạn. Trong lúc mình hầm củ lấy nước thì mình sẽ sơ chế những loại nguyên liệu còn lại. Mình lấy 25g bò lát chay, mình cho vào nước, ngâm bò cho mềm ra. Bò lát chay này mình sử dụng sản phẩm của Âu Lạc nha các bạn. Các loại nấm như là nấm đuôi gà nè, nấm bào ngư, nấm rơm hay là nấm đông cô, cả nấm linh chi nữa, mình đều rửa sạch và ngâm với nước muối loãng. Sau đó thì mình vắt ráo rồi cắt cho vừa ăn. Mình có những loại rau ăn kèm như là xà lách nè, rau thơm các loại, bông chuối, giá. Mọi nguyên liệu bây giờ mình sẽ đi rửa sạch nha. Mình sử dụng 3 cây sả, mình sẽ băm nhuyễn. Cái này là hành ba rô, mình cũng cắt ra và mình băm hơi nhuyễn thôi.
Nấm sau khi cắt xong thì mình cho hết vào một cái tô to, xong mình cũng nêm gia vị vào đó. Mình nêm vào đây 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh sa tế. Cho tất cả các gia vị vào rồi thì mình trộn đều lên. Mình sẽ ướp nấm trong vòng 10 đến 15 phút nha các bạn. Bò lắc chay sau khi mình ngâm mềm thì mình vắt nước cho ráo, rồi mình cũng cắt cho vừa ăn. Mình cho ra cái tô, sau đó cũng nêm gia vị vào đó nha các bạn nha. Mình nêm vào đây 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh dầu hào, 1 ít hành barobam, 1/3 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng cà phê đường. Sau đó mình trộn đều lên và mình cũng ướp bò trong vòng 10 phút. Sau khi bò và nấm ướp xong thì mình cho vào xào, mà trước đó thì mình đã phi hành baro và sả cho thơm vàng, rồi mình mới cho thịt bò vào xào nha các bạn. Tiếp tục là mình cho nấm vào và mình cũng xào cùng luôn. Bên đây nồi nước lèo thì cũng đã hầm được 50 phút rồi nè các bạn. Mình sẽ vớt hết cái phần xác ra. Mình xào qua xào lại đâu tầm 3 đến 4 phút cho nấm được chín đều và gia vị được đều ra, cho nấm vào nước lèo. Mình cho vào đây vài cây sả đập dập rồi cũng nêm nếm cho vừa ăn với lại khẩu vị gia đình mình. Chỉ cần sôi lên như vậy là được rồi đó các bạn. Món bún bò chay của mình sắp hoàn thành rồi nè. Như vậy là chiếc video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây nha. Nếu mà thấy thích thì cho mình một nút like và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ mẹ Tấm làm kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.